Ok, hôm nay chúng ta sẽ cùng ăn thử đồ ăn vặt Thái Lan. Những cái món này không phải chỉ là đồ ăn vặt không đâu, mà hình như nó còn có cả đồ chơi nữa thì phải. À, người ta gói rất là cẩn thận luôn. Wow. Bây giờ anh phải khui hộp từng món một. Chủ shop này kỹ lưỡng quá, dễ thương. À, có thể bên trong này là những cái bánh, nên là người ta sợ là nó sẽ bị bể, bị vỡ ấy. Cho nên là người ta đã phải đóng hộp lại rất là cẩn thận như thế này đây. Ok, trước đây thì anh và chị Thơ cũng đã từng giới thiệu review rất là nhiều những cái món đồ ăn vặt của các nước khác, ví dụ như là của Trung Quốc này, của Mỹ này, của Hàn Quốc, của Nhật Bản. Nhưng mà riêng đồ ăn vặt của Thái Lan thì hình như là chưa có một video nào thì phải. Thế cho nên là hôm nay anh sẽ thực hiện cái video này. Thực ra thì ở đây cũng không có quá nhiều đâu, cũng không đầy đủ, bởi vì anh chỉ mua nó ở một shop thôi. Sắp tới thì anh sẽ có một chuyến du lịch sang Thái Lan, và lúc đó thì chắc chắn là anh sẽ đi ăn sập Thái Lan cho các em xem luôn nhá. Còn bây giờ thì chúng ta hãy review trước những cái món này đã. Wow, không ngờ là đồ ăn vặt của Thái Lan mà nó lại xịn sò và nó đẹp mắt, nó bắt mắt như thế này. Bây giờ người ta thiết kế những cái bao bì đẹp thật đấy. Không biết là cái đồ ăn bên trong như thế nào, nhưng mà 10 điểm cho những cái bao bì như thế này rồi. Quá tuyệt vời, quá xuất sắc. Ok, đầu tiên là hình dán Esther Bunny kèm bánh quế dâu có giá là 30.000 đồng. Mới đầu nhìn trên hình thì anh nghĩ là cái hộp bánh này nó sẽ rất là to, nhưng mà không phải, nó nhỏ xíu như thế này thôi. Nhưng mà nhỏ cũng không sao, hy vọng là chất lượng đồ ăn nó ngon là được. Ở đây người ta còn tặng kèm những cái hình dán Esther Bunny, chắc đó sẽ là những cái sticker thôi. Nhưng mà sticker này là ở dạng nổi khối 3D nha, cũng khá là ok xịn sò đấy. Wow. Đó, các em nhìn này, những cái con mèo Esther Bunny, mèo thỏ, trông cũng khá là đẹp. Không quá xuất sắc nhưng mà cũng khá đẹp đấy các em ạ. Với cái hình dán chất liệu như thế này, chúng ta có thể dán nó trên nhiều chất liệu khác nhau, ví dụ như là trên điện thoại hoặc là trên đồ dùng học tập cũng được. Còn bánh quế này thì ăn như thế nào nhỉ? À, thơm khủng khiếp. Thơm mùi dâu các em ạ. Nhưng mà cái bánh quế này cũng nhỏ xíu, nó rất là nhỏ luôn này. Ngon. Nó hơi ngọt, nó khá ngọt, nó hơi chua chua, nhưng mà cực kỳ thơm và rất là ngậy. Cái bánh quế này cũng không được giòn cho lắm đâu, bởi vì nó dày hơn thì phải. Cái lớp bên trong của nó rất là đặc. Này các em nhìn này, ở bên trong nó đặc sệt luôn á, nên là nó không có nhiều khoảng trống, nên nó khiến cho chúng ta có cảm giác không được giòn lắm. Nhưng mà nó không bị ỉu đâu nha. Nhai vẫn sật sật nha. Ngon đấy. Mới mở một món thôi mà em thấy là đồ ăn Thái cũng rất là chất lượng. Và giá của nó thì cũng khá rẻ, 30.000. À, cũng bình thường, hợp lý, không phải rẻ, không phải đắt. So với đồ ăn Mỹ, đồ ăn Nhật ấy, thì nó rẻ hơn. Nhưng mà so với đồ ăn Trung Quốc ấy, thì lại thành đắt. Mà đồ ăn Trung Quốc thì chắc chắn là sẽ không có món nào mà có thể chất lượng được như này. Mặt bằng chung là như vậy. Kể cả những cái loại kẹo bánh của Trung Quốc ấy, thì anh thấy là có thể là nó hợp khẩu vị người Việt Nam đấy. Nhưng mà đồ ăn Thái cũng rất là ngon mà. Anh có một lời khen cho cái bánh này. Tiếp theo là kẹo dẻo Marshmallow Wiggle Jumbo. Wow, gói này thì rất là to nhưng mà nó cũng chỉ có giá là 30.000 thôi. Wow. Em biết tại sao không? Bởi vì nó không được tặng kèm đồ chơi. Nó chỉ là một cái gói kẹo đơn thuần thôi, cho nên là nó rất là to. À, bên trong của nó thì có những cái gói nhỏ như thế này. Đó. Và gói nào thì cũng giống nhau thôi. Marshmallow gì mà có vẻ cứng cứng như thế này ta? À, ở bên ngoài của nó hình như được phủ một cái lớp gì đó. Đây, các em nhìn này, giống như kiểu là một lớp sô-cô-la phủ ở bên ngoài vậy. Wow. Và nếu mà anh bóp nhiều quá thì nó sẽ bị tan vỡ cái lớp sô-cô-la này mất. Đúng không? Sô-cô-la hả? Ăn cũng cảm giác như kiểu sô-cô-la trắng á, nhưng mà nó là sô-cô-la có màu nâu. Chua quá. À, tại vì ở bên trong nó còn có một lớp nhân Việt quất nữa này, nên là nó chua là đúng rồi. Nhưng mà anh không thích kiểu này lắm. Marshmallow thì để cho nó hương vị tự nhiên đi. Cái kiểu của marshmallow nó ngon là bởi vì nó rất là mềm và nó cực kỳ thơm. Đằng này người ta lại phủ một lớp sô-cô-la bên ngoài làm cho nó không còn mềm nữa, nó cứng cứng. Và khi mà ăn ấy, thì nó sẽ hòa trộn cái sô-cô-la vào bên trong cái lớp marshmallow. Nó không còn đem lại cái vị đặc trưng của marshmallow được nữa. Ăn kiểu này không ngon. Có thể là cái marshmallow của người ta cũng rất là dẻo, rất là thơm, rất là mềm đấy. Nhưng mà khi mà bọc vào như thế này rồi thì đâu còn ngon được nữa. Chê, món này chê. Không ngon lắm, hương vị của nó cũng rất kỳ nữa, không hợp khẩu vị của anh. Tiếp theo là bánh gấu snack care beer kèm quà tặng. Không biết bên trong này, à hình như là bên trong này người ta sẽ kèm cho anh một cây thước thì phải. Đúng rồi, đây là một cây thước dây. À, không phải thước dây mà thước dẻo. Ủa, bình thường thước dẻo ấy thì chúng ta uốn nó sẽ quay trở lại vị trí ban đầu mà. Cái này chắc là bị uốn lâu quá rồi cho nên là nó cố định như thế này luôn rồi. Đây này kem, nhìn chán chưa?
Cái thước này thì anh không đánh giá cao lắm nha. Mặc dù nó vẫn có thể đặt xuống mặt phẳng và chúng ta ép xuống để kẻ được, nhưng mà nó không thẳng được nha. Thôi thì được tặng thôi mà. Cái này có giá là 30.000. Để xem là cái gói bánh bên trong. Gói bánh được chút xíu, ít lắm luôn. Đó, nhìn như kiểu là một cái cục sô-cô-la ấy. Đen xì luôn, giống hệt snack sô-cô-la các em ạ. Cũng được ấy, ngon đấy. Nó giống hệt cái snack, đúng rồi, snack ngô. Nhưng mà snack ngô tẩm sô-cô-la của Việt Nam cũng có. Mà cái này được ít vậy 30.000, trong khi một gói snack của Việt Nam chỉ có 7.000 thôi. Chắc hẳn là người Thái Lan rất thích ăn cái loại snack này, cho nên người ta mới bán mắc như vậy. Hay là chuyến tới anh sẽ đem cái snack của Việt Nam qua Thái Lan bán nhỉ? Biết đâu lại làm giàu được. Nói chung là cái này khá ngon, nhưng mà không có gì đặc biệt cho lắm, bởi vì Việt Nam cũng có cái loại ngon không kém. Tiếp theo hình như cũng là một hộp bánh gấu cùng loại với cái kia thì phải, nhưng mà nó được đóng trong hộp thay vì là trong gói. Cái này cũng sẽ có quà tặng ở bên trong. Và giá của nó thì đâu đấy dao động từ 30 đến 100 ngàn. Anh cũng không nhớ là anh đã mua nó với bao nhiêu nữa. À, hộp này là 50 ngàn. Còn cái gói ban nãy là anh mua với giá là 45 ngàn đấy các em ạ. À, đây không phải là thước, mà đây là một cái vòng tay thì phải. Đây, một cái vòng tay. Ủa, nhưng mà sao nó nhỏ vậy? Chúng ta sẽ xỏ vào như thế này. Cái này thì dành cho mấy bạn nhỏ à? Chiếc tay anh thì làm sao mà vừa được, có chút xíu. Bé quá, không thể nào vừa được. Anh xỏ vào ngón tay cái thì vừa. Cái này thì anh nghĩ đúng là vòng tay rồi, hoặc là cái gì. Có bạn nào biết cái này là cái gì không? Nếu mà là vòng tay thì chắc chắn là nó sẽ không vừa tay anh rồi. Ok. Và bên trong này không phải là bánh, mà là những cái viên kẹo ngậm. Ê, nhìn hơi bị kỳ ấy nha. Cái này không ok lắm đâu nha. Mấy cái viên kẹo ngậm này thì rẻ béo mà. Mà cái hộp này 50 ngàn lận. Đây là tự nhiên cảm thấy bị mắc ngang ấy nha. Ngậm chả khác gì mấy cái viên kẹo C rẻ tiền của Trung Quốc. Ngậm mãi mới có hương vị ngọt ngọt. Cái này không xứng đáng 50 ngàn. Mua cái này về chẳng dùng được. Không biết nó là vòng tay hay gì. Mà anh nghĩ là nhiều bạn nhỏ phải lớp 1, lớp 2 thì mới đeo vừa được cái vòng tay này chứ. Hoặc là có thể nó cũng không phải là vòng tay, là cái gì đó, anh cũng không biết nữa. Nhưng món đồ này thì anh rất là chê. Tiếp theo là cái hộp này. Bên trong thì có bánh quy và một cái quạt gập. Hôm nay có giá là 55.000 các em ạ. Quạt gập sao? Nó có cái quạt gì nhìn kỳ lạ thế nhỉ? Ua! 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 Hóa ra quạt gập là cái này. À, cũng mát này. Ê, khá là mát. Mà nó lại còn rất là nhẹ nữa. Quạt cũng rất là nhẹ luôn. Đó, khi mà gập lại thì cũng khá là tiện dụng. Đây, gập lại còn chút xíu như thế này đó các em ạ. Chúng ta có thể dễ dàng bỏ vào túi và mang đi du lịch. Ok, để xem bánh quy này sẽ có ngon không nào. Đây rồi, đây là bánh gấu. Cái bánh rất là dễ thương. Nhưng mà cái gói này thì hơi nhỏ so với mức giá 55.000 của nó. Không đáng tiền nha. Trừ khi cái bánh này phải thiệt ngon. Cũng không ngon lắm đâu. Bánh quy này rất là bình thường. Sau khi ăn xong thì mới cảm nhận được nó thơm. Nó cũng khá là ok đấy. Nhưng mà 55.000 với lúc bằng này thì á, hơi bị chát. Tiếp theo là một cái cốc kẹo. Cái này thì làm gì có quà. Cái cốc kẹo này thì có giá là 55.000. À, anh biết rồi. Cái này sẽ không có quà bên trong đâu, mà chỉ có snack thôi. Bởi vì món quà của chúng ta chính là chiếc cốc dễ thương này rồi. What? Đó, cái cốc này rất là đẹp luôn nè. Yeah. Thấy chưa? 55.000 chiếc cốc này thì cũng ok đấy. Bởi vì nó rất là dày dặn. Còn chúng ta có thể dùng nó để làm cốc uống nước này. Quá xinh luôn đúng không kem? Yes. Anh nghĩ cái nhựa này cũng là nhựa chất lượng, bởi vì nó không có mùi gì hết. Được, ok. Để xem là đồ ăn của nó có ngon hay không nào. Lại là cái snack màu đen. Snack sô-cô-la. Người ta có vẻ rất là thích ăn cái loại này thì phải. Ê, nhưng mà nhìn kỹ lại á, nhìn nó giống như kiểu cục phân chó. Wow, tiếp theo đến gói này. Không biết là nó có gì đặc biệt mà 100 ngàn lận. Nhưng mà nhìn bao bì bên ngoài của nó rất là đẹp. Anh thấy đây là cái bao bì đẹp nhất từ trước đến giờ luôn á, từ nãy đến giờ luôn á. Quá là xịn sò luôn. Nhưng mà hình như cái đồ chơi bên trong này chúng ta, à, hình như là một cái khung ảnh. Chúng ta sẽ phải cắt dán gì đó. Đây. À, cũng không phải là khung ảnh đâu, mà thực ra nó như kiểu là một cái món đồ trang trí thì đúng hơn. Đây, để cho nó sắc nét hơn thì chúng ta sẽ xé cái lớp giấy kiếng này đi.
Đó. Và để ở bàn trang trí như thế này thôi. Đó. Thế là 100 ngàn đấy. Thực sự mà nói thì anh có quá nhiều đồ để trang trí rồi. Nhưng mà tính ra cái này thì cũng rất là xinh, rất là dễ thương. Để trang trí ở bàn thì cũng hợp với... À không hợp lắm với anh đâu. Thực sự không hợp. Thôi thì để đằng sau này vậy. Và chúng ta lại tiếp tục được... anh nghĩ là bánh phân chó. À không. Lại là nó. Thế là video ngày hôm nay không phải là ăn đồ ăn vật Thái Lan nữa, mà là bóc đồ chơi Thái Lan. Tại vì đồ ăn thì cũng có mấy đâu. Tiếp theo chúng ta có một cái hộp snack que chấm. Hộp này có giá là 50 ngàn. Và cái này thì hình như không được tặng gì. Đồ chơi của cái này chỉ là một cái nĩa. À không, đây chính là một món cái món đồ ăn thuần thôi các em ạ. Có vẻ là được khá ít đấy. Cái này là marshmallow này. Không phải là snack mà là một cái marshmallow. Nó rất là mềm luôn. Anh sẽ chấm nó vào sô-cô-la. Ui nhưng mà cái sô-cô-la này nó không mềm. Sô-cô-la này khá là cứng. Đây, nhìn ghê quá các em ạ. Ngon ghê. What? Ngon thật đấy. Marshmallow chấm sô-cô-la luôn là một cái món gì đấy. Ngon tuyệt. Không biết là marshmallow ngon hay là sô-cô-la ngon nữa. Anh thử ăn không marshmallow xem nào. Ăn không cũng được. Nhưng mà nó hơi nhạt. Và chắc chắn là sẽ không ngon bằng cái việc làm kết hợp với sô-cô-la rồi. Sô-cô-la ăn không thì sẽ bị ngọt quá. Còn marshmallow ăn không thì sẽ bị hơi nhạt. À, hai cái này kết hợp lại đúng là đúng bài luôn. Wow. Ngon thật. Tuyệt vời lắm kem ạ. Cặp nhẫn xin này có bạn nào còn nhớ không? Và cuối cùng chúng ta có bánh gấu nhân sữa được đựng trong một cái túi có giá là 120 ngàn. Quà tặng của chúng ta đó chính là một cái túi. Wow, bánh gấu bên trong thì cũng được khá là nhiều đấy. Nhưng mà chẳng nhẽ lại là bánh gấu ban nãy. Được 4 gói bánh gấu với một cái túi như thế này mà 120 ngàn sao? Túi này lại còn không phải là túi trong suốt nữa. À thì nó cũng được thiết kế khá là đẹp. Đây có hình mấy em gấu đây. Mấy em gấu này là gấu của Thái Lan. Rất là dễ thương luôn. Care Bear. Gấu cẩn thận à? Dễ thương nhưng mà đơn điệu quá. Đơn giản quá, cũng không đẹp lắm. Thôi thì chấp nhận được. Với cái túi này thì có thể phù hợp với mấy bạn nhỏ nhỏ đem đi dã ngoại thôi. Còn anh thì anh không biết là anh sẽ đựng cái gì vào đây nữa. À, lại là cái bánh gấu hồi nãy. Không được ngon cho lắm. Nhưng mà có thể ăn vặt được. Ăn ở giữa bữa các em ạ. Ok, và như vậy là Kem đã vừa cùng với anh đi khui một cái set. Không biết phải nói đây là set đồ ăn vặt hay là set đồ chơi vặt nữa của Thái Lan. Theo như anh thấy thì món ngon nhất chắc là món marshmallow chấm với sô-cô-la. Còn món đồ chơi mà anh thích nhất thì chắc là cái này thôi. Cái này nó rất là đẹp. Cái ly cực kỳ dày dặn và chắc chắn. Đó, hơi bị đã luôn. Mà giá cả thì cũng hợp lý. Nhìn chung thì mấy cái món đồ ăn vặt Thái Lan anh mua trong clip này thì nó không được ngon cho lắm. Nó chỉ được thiết kế bao bì rất là bắt mắt, rất là dễ thương, cực kỳ đẹp thôi. Những cái món đồ chơi của nó thì cũng gọi là tạm chấp nhận được. Còn Kem thấy thế nào? Có chung ý kiến với anh không? Nếu mà Kem có ý kiến khác ấy, thì hãy bình luận ở phía bên dưới cho anh biết với nhá. Còn bây giờ thì video của anh đến đây là kết thúc rồi. Nếu như Kem thích video này hãy tranh một like, đừng quên đăng ký và chia sẻ với bè nữa nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại Kem trong những video sau.